thời buổi gì rồi mà khoe nhà khoe xe, đầu tháng đầu tuần khoe phơi 15, bây giờ phải khoe xem là nhà ai có nhiều giỏ hơn. Nhà Nhật giỏ cỡ này nè, kho giỏ khổng lồ nè, anh em xem thử ha. Với tất cả các thương hiệu luôn, khá là hoành tráng nè, nhìn nè, rất là nhiều, tại vì mười mấy chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương mà chuyển đi hơn như hết rồi. Còn nhiều quay nhiều chia sẻ với anh em, tất cả các thương hiệu từ xe ga nè, xe số nè, xe phân khối lớn nè, tới xe điện cũng có nữa, chỉ có xe tăng là không có gì xích bán cho anh em thôi. Đó, tất cả thương hiệu nè, Michelin, Dunlop, Bidery, ha, Abira nhiều. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để gửi anh em về những cái mẫu vỏ bên mình ha. Rồi đầu tiên ha, mình sẽ để ý cho anh em tới cái vỏ ý. Cái hạn như là bây giờ mình nói Bidery đi. Bidery á là thương hiệu đến từ Ý và có một cái dòng gai rất được nhiều anh em tin dùng và rất là thích. Ở những khoảng cung đường trường, đi tour, đi phượt là dòng gai Bidery Rosso. Bidery Rosso ha. Đó. Và nó có một cái mẫu gai tia sét cực kỳ ngầu. Nếu mà anh em xem những clip trước của mình chắc không biết được cái gai này rồi. Bây giờ đọc nhẹ cho anh em xem nè. Thấy ngầu không? Đó, nhìn kỹ ha. Đã không? Và dòng gai này có đầy đủ mã nha, đầy đủ mã, đầy đủ size cho rất nhiều dòng xe luôn. Anh em thích tới đây mình tư vấn cho. Hoặc là một dòng gai nữa cũng của Bidery luôn anh em. Thầy này là Angel Quarter. Anh em thấy thông số SH không? Mà gai nó cũng cực kỳ đẹp. Nó giống như là nhìn kỹ như thiên thần vậy. Thấy không? Cực kỳ đẹp không? Dòng này là dành cho một số dòng xe ga ha. Cái hãng SH nè. Đó, 2016. Cũng là Bidery luôn, cũng là Ý luôn. Đây, đây là Angel City nè anh em. Đó. Cũng là thông số 17 ha. Nhiều mã, nhiều thông số luôn nha anh em. Angel City, đó. Đây gai ở đây anh em. Đều, dài, độ bền cực cao nha. Phù hợp với anh em đi thành phố. Yes. Và tất cả các dòng vỏ Bidery và tất cả các size thì nó sẽ có giá tầm khoảng từ 490k tới 1,8 củ. Tùy theo size, tùy theo xe của anh em ha. Tiếp đến ha, mình đã đi qua Ý rồi. Bây giờ mình đi qua Thái Lan đi, kiếm đồ cây cậy ăn. Thái Lan thì anh em quá quen thuộc về dòng Michelin rồi. Và đặc biệt bây giờ có một dòng Michelin Pilot 2. Một dòng gai, mã gai của thương hiệu Michelin. Anh mập, trắng mập. Mà rất là nhiều anh em tin dùng ở những khoảng cung đường trường hoặc là đường nội ô cũng có thể sử dụng rất là tốt. Đây anh em, Michelin Pilot 2 ha. Bé này là đến từ Thái Lan. Và gai của nó đây anh em, sâu và đều hai bên, không quá nhiều, giúp cho chúng ta phù hợp tất cả cung đường mà anh em có thể đi được. Cái hạn đường trường, đường phố đều sử dụng rất là ok. Cao su của Michelin nè. Còn Thái Lan rồi đúng không? Đó. Thì cũng là Michelin luôn em, cũng là Michelin luôn. Bây giờ Michelin họ đi tới hai nước luôn. Bây giờ Thái Lan giờ mình qua tới Indo đi. Indo thì nó sẽ có cái mã gai là City Extra hoặc là Anarchy. City là anh em đã hiểu rồi ha, City Extra. Đó, cái gai nó đều và dài và dày. Dày gai nó chảy đều hết tất cả các vỏ gì đó. Và có su mềm, giúp cho chúng ta đi trong đường nội ô ở những cái khoảng an toàn, bám đường, bám lề cực kỳ tốt. Anh em thấy không? Cũng là anh mập trắng. Anh mập trắng mũm mỉm của mình đây. Anarchy đúng không? Cũng là gai của Michelin Anarchy. Đây. Đây Anarchy đi anh em. Gai như gai mãng cầu vậy á. Sâu và chia đều ha, chia đều. Nhưng mà cao su của nó sẽ cảm giác nó hơi cứng một xíu với dòng Extra Anarchy. Và đủ thông số cho anh em chọn nha. Đầy đủ thông số cho anh em chọn tất cả các dòng xe luôn. Phù hợp với xe của mình. Đó. Đó thì giờ Michelin quá trời, có sẵn MotoGP luôn nè anh em. Ha. Dòng vỏ của đường trường, đường đua giúp cho anh em nhìn cái xe mình nó thể thao hơn khá là nhiều. Đó. Anh em mà thích vỏ nào, gai nào, thương hiệu nào cứ comment đi để cho Nhật chia sẻ cho những cái clip, hoặc là anh em có thể xem lại những clip trước á. Mình hoặc là anh em comment Nhật ơi xe của anh gắn được vỏ gì, Michelin nha, thương hiệu gì thì mình sẽ làm clip gửi đến anh em. Thì những mã gai vừa Nhật người mới chia sẻ chẳng hạn như là Anarchy hoặc là City Extra nè, nó sẽ có những cái khả năng chống đinh, chống binh, chống mài mòn cực tốt luôn. Mà bây giờ hiện thời chỉ có 502k hoặc là 1,9 củ thôi. Anh em rất là dễ lựa chọn để up lên con xe của mình luôn. Thì vừa mới qua Thái Lan nè, vừa đi Indo, sẵn tiện ghé với Indo luôn. Indo thì ở đây mình còn tới Dunlop hoặc là Abira nữa anh em. Khá là nhiều mã gai luôn. Mà bây giờ hôm nay thì khá là nóng rồi. Bây giờ mình sẽ nói Dunlop đi. Dunlop thì nó có nhiều ha. Chẳng hạn như là D102 nè. Anh em nhìn nè. D102 nè. Đó. D102 này thì có thông số của bánh 17 là nhiều nha. Cái dòng xe chẳng hạn như là Way nè, Sonic nè,
hay là Accenture Winner nè, D102, rồi xong rồi còn có tới cái gai D115 nữa nè. Đây D115 này thì bánh 14 dành cho cái dòng Ceteda ha. Đó, rồi còn có mã gai là TT902 nữa. 902 đây, 902 này cũng có nhiều size của 17. Cho nên là việc chọn một vỏ xe quốc dân mà rất là nhiều người biết ở cái thương hiệu Dunlop á, rất là nhiều cái cách để anh em có thể chọn, chẳng hạn như cái mã gai, cái đường trường, đường phố. Nhưng mà thường á, khách hàng mà thay Dunlop á, người ta nói cái Dunlop nó êm á, nó êm cực kỳ êm luôn, êm cái kiểu như là êm dịu như trên nệm vậy đó anh em. Thì về Dunlop á, đã là có nhiều cái thương hiệu, đã là thương hiệu được nhiều anh em biết rồi và được nhiều anh em trải nghiệm nói là êm rồi, mà quốc dân nữa, thì bây giờ hiện thời nó chỉ có khoảng từ 6-15k tới khoảng một củ ba thôi anh em. Rất là đa dạng mẫu mã và gai luôn ha. Rồi bây giờ mình đi vòng vòng Indo Thái Lan xong rồi, rồi qua Ý xong rồi, bây giờ mình về Việt Nam đi. Mình ở Việt Nam mà, thì thường bây giờ Việt Nam anh em nhìn nè, Việt Nam tôi ơi, một phát một hoành tráng luôn. Thương hiệu Maxxis đến với Việt Nam có gai kim cương. Và thật sự Maxxis họ rất thành công ở Việt Nam mình ha, thị trường xe máy á. Thì vì Maxxis anh em cũng biết mà, cái gai kim cương như vậy nè, nó gai 3D kim cương. Và mã gai này hiện thời rất được nhiều anh em tin dùng. Vỏ Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, người Việt Nam tin dùng, mà lại giá thành cực kỳ dễ chịu luôn, cực kỳ dễ chịu luôn ha. Và Maxxis á, họ có luôn bánh 14, bánh 16, bánh 17 để phù hợp những con xe ở cái thị trường Việt Nam mình, để anh em đi xe nào cũng có hết trơn á. Rồi thì nãy giờ đi cũng nhiều rồi. Đó thì Maxxis quá dễ vô chọn đúng không anh em? Size nè, gai nè và giá thành thì quá dễ chịu luôn. Chỉ tầm khoảng 370 tới 699k cho một vỏ thôi. Ngoài ra thì mình còn nhiều thương hiệu nữa. Chẳng hạn như đây, có Metzeler đến từ Đức nè anh em. Team xanh nữa nè. Đó. Rồi còn Aspira nữa nè. Trời ơi quá trời gai luôn. Quá trời gai, quá trời size luôn ha. Anh em cần loại vỏ nào, cần loại size nào, cần loại gai nào cứ comment dưới đi. Người tư vấn hết mình cho, hoặc là tìm cái vỏ đó nó lên cái xe mình như thế nào thì Nhật cũng sẽ làm clip gửi anh em. Cảm ơn anh em xem clip ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.